Chúng ta đánh những tài khoản nhỏ, chúng ta cứ năng nhặt chặt bị. Và cứ mỗi lần chúng ta ăn một ít và chúng ta ăn dày, chúng ta ăn ở trong khoảng thời gian rất là dài thì kết quả thực sự rất là tốt. Chào mừng các bạn quay trở lại với Eminvest, mình là Minh. Và ở trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện về cái tài khoản của mình. Một trong những cái tài khoản mình x7 trong một thời gian rất là ngắn. Tuy nhiên nó có những cái câu chuyện và nó có những cái bài học mà ẩn đằng sau đấy rất là nhiều. Bởi vì có một cái thực tế như thế này, đấy là ở trong thời điểm gần đây mình không hiểu sao có rất là nhiều bạn có nhắn với mình về cái mục đích cuối cùng vẫn đấy chính là câu hỏi là làm nào để cứu cháy và làm như nào để vực lại cái tài khoản sau khi chúng ta có được những cái thua lỗ ở trong cái thị trường này. Mình phải nói cái từ là có được, bởi vì sao? Bởi vì đối với mình thì mỗi cái lần chúng ta thua lỗ cũng như là mỗi cái lần mà chúng ta bị mất tiền trên thị trường này, mình cho rằng đấy là một cái bài học. Tất nhiên đấy là những cái lần mà sai lầm cũng như là những cái lần mà không mong muốn. Nhưng mà để như thế nào chúng ta có được những thành công, chúng ta có những kết quả tốt thì bao giờ những cái bài học cũng như là những cái điều mà chúng ta sẽ phải trải qua. Và theo mình đấy là những cái điều mà nó sớm hay là muộn mà thôi. Và chúng ta cần phải nhìn nhận ra được những cái điều đó trước khi chúng ta bắt đầu chúng ta có được cái mức lợi nhuận trên thị trường này. Cái điều thứ hai đấy là những cái tin nhắn và những cái người mà gửi cho mình để cứu cháy thì cái số tiền ngày nó lớn hơn và ngày nó một to hơn. Lúc đầu nó chỉ khoảng chục triệu, trăm triệu, xong bây giờ 1 tỷ, 2 tỷ và thậm chí gần đây nhất. Như các bạn đã xem trên kênh của mình thì có một cái video về cái clip gần đây, cái tài khoản đấy với mức số tiền bị thua lên đến là âm 17 tỷ. Một con số rất là lớn và một con số rất là kinh khủng. Cái điều mình suy nghĩ rất là nhiều trong thời gian này, liệu rằng có phải chúng ta đã quá là tham, có chúng ta có quá là muốn có những cái con số tiền và những cái mức lợi nhuận lớn để rồi cùng thì chúng ta bị mất hết những cái số tiền đấy. Còn đối với những cái tài khoản mà có số tiền nhỏ thì như thế nào, liệu rằng chúng ta có làm được gì với những cái tài khoản nhỏ đấy hay không? Thì câu trả lời của mình, và đây là một cái thử thách mình muốn đặt ra ở trong cái thời điểm này, cứ lâu lâu mình lại đánh, sau khi đánh những cái tài khoản lớn thì mình quay trở về mình đánh những tài khoản nhỏ để mình rèn luyện thêm được cái tính kỷ luật này, mình rèn luyện thêm được cái tư duy, mình rèn luyện thêm được cái tâm lý, và hai nữa mình rèn luyện thêm được cái tính bình tĩnh ở trên thị trường này. Bởi vì mình biết là nếu những cái tài khoản nhỏ mình đánh tốt, mình kiếm được thu nhập nó đều đặn, có được những cái thu nhập nó ổn định ấy, thì khi mình sang những cái tài khoản lớn thì mình mới đánh được. Còn nếu các bạn nhảy vào thị trường này, các bạn đánh tài khoản lớn một lúc thì các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ thua. Và đây mình sẽ cho bạn xem cái ảnh lịch sử tài khoản của mình. Và đây là cái ảnh tài khoản của mình. Mình đã x7 được lên chỉ sau vòng 1 tuần. Và như các bạn đã thấy thì mình chỉ đánh với số lot là 0.01. Và cái loại tài sản mình vẫn chủ ý để mình giao dịch đấy, mình chỉ có phân tích đối với vàng. Các bạn có thể thấy là có những cái lệnh mà mình đang có vừa lệnh xanh vừa lệnh đỏ, nhưng mà đấy không phải câu chuyện quá là phức tạp ở trong tài khoản này. Bởi vì mình hacking, mình đánh cả hai đầu, mình có khả năng mình tháo được những cái lệnh đó, mình đảm bảo những cái lệnh đấy cái kết quả vẫn là kết quả tốt. Và chúng ta sẽ xem tiếp cái kết quả giao dịch, cái lịch sử giao dịch của mình đó là như thế nào. Ở đây như các bạn đã thấy là cái số tiền lúc đầu mình nạp vào tài khoản này là 100 đô, sau đó cái mức lợi nhuận của mình là 700 và số tiền mình đã rút là 600. Thì đối với cái tài khoản này thì kết quả nó khá là tốt, đúng không? Vậy thì như các bạn đã thấy cái câu chuyện ở trong những cái tài khoản nhỏ, đấy là không phải là đối với tài khoản nhỏ chúng ta không có được cái thu nhập. Bởi vì nếu chúng ta làm cái phép tính đơn giản là chúng ta có được cái mức là 100, chúng ta lên x7, tức chúng ta là 700. Và mình cứ cho rằng mình trừ hao đi là mỗi tuần chúng ta được 500 đô thì một tháng chúng ta có thể nhân lên là 2.000 đô, mình thấy rất là tốt mà, đúng không? Còn nếu mà chúng ta trừ hao đi một lần nữa, chúng ta tính vo, chúng ta chỉ lấy 50% ở chỗ đó, thì đối với cái tài khoản nhỏ mà một tháng chúng ta được 1.000 đô, mình thấy đây là một con số mà mình cảm thấy khá là hài lòng. Bởi vì 1.000 đô nếu các bạn quy đổi ra tiền Việt thì nó đâu đấy khoảng 20 đến 25 triệu một con số, là thu nhập mình nghĩ là một cái bạn đi làm khoảng tầm 4 đến 5 năm kinh nghiệm thì chúng ta sẽ có một cái mức thu nhập đó như vậy. Và mình cảm thấy là cái số đấy là cái số đáng để chúng ta tự hào và đáng để chúng ta cảm thấy hài lòng đấy chứ. Chứ chúng ta đừng nhìn vào những con số ví dụ 1.000 đô một lệnh, 2.000 đô, 3.000 đô một lệnh, mấy con số nó khá là xa vời đối với những cái bạn mới. Thực sự đối với mình câu chuyện nó là nên nghĩ theo cái hướng như thế. Chứ chúng ta đừng nghĩ theo những câu chuyện là chúng ta muốn ăn x5, x7, vài trăm triệu, vài tỷ trong một tháng hay là trong một vài ngày, thậm chí trong một vài giờ. Đấy là một cái điều hoàn toàn rất khó có thể nó xảy ra được.
Vậy thì ở trong cái clip này, ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ thêm rất là nhiều cho các bạn là cái phương pháp đánh cũng như là cách thức để mình đánh ở trong cái tài khoản đó. Mình nhồi lệnh như thế nào này, những thời điểm nào mình cân lệnh này, những cái thời điểm nào mình nên tháo những cái lệnh cân đó của mình, và những cái thời điểm nào mình nên cắt những cái lệnh lãi, những cái lệnh lỗ của mình. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Chiến thuật của mình đối với tài khoản này, đầu tiên mình phải xác định đây là tài khoản nhỏ nên mình sẽ đánh cố định là 0.01 lot, không gấp thép, không tăng số lot, thay đổi số lot một cách nó vô tội vạ, nhưng mình sẽ đánh nhồi nhiều lệnh lên. Khi đánh với cái tài khoản nhỏ này, các bạn sẽ thấy tâm lý của mình sẽ khá là thoải mái, dù tài khoản có thua lỗ đi chăng nữa thì nó không ảnh hưởng quá là nhiều đến cái tài chính cũng như là cuộc sống của mình. Hoặc ở trong trường hợp ngược lại nó tốt hơn, nếu như tài khoản lãi lên rất là nhiều thì đấy mới là câu chuyện rất là tốt, đúng không? Vậy thì đối với tài khoản này, một cái tài khoản nhỏ nên mình làm một cái điều đấy, chắc chắn mình sẽ chọn khung thời gian lớn để mình phân tích và mình sẽ giao dịch. Và đối với khung thời gian mà mình khuyến nghị với các bạn thì các bạn nên bắt đầu khung thời gian ít nhất là khung D, tức là khung ngày. Còn sau đó chúng ta có thể sử dụng những khung lớn hơn nhiều của mình ở trong tài khoản này để mình sử dụng khung week. Bởi vì cái lệnh của mình đánh là đều là những cái lệnh 0.01 chứ không phải là những cái lệnh nó to, nên mình không cần phải đánh ngắn hay mình không phải đánh ở những khung thời gian nhỏ. Đây là một cái mẹo cũng như là một cái điều mình làm ở trên thị trường rất là nhiều, nhưng rất rất ít người có thể làm được cái điều này. Bởi vì các bạn hay thích đánh trong khung thời gian nhỏ để bạn có kết quả nó nhanh, thì đấy một cái tư duy mình thấy không đúng và nó khá là sai lầm. Đầu tiên ở trong khung thời gian này thì cái việc mình làm đấy chính là tìm kiếm những vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Và các bạn có thể thấy rằng giá nó đang ở cái vùng hỗ trợ quan trọng của khung tuần, khi mà ở đây giá đã từ chối cái vùng này đến tận 4 lần. Và đây là một khung thời gian lớn nên nó sẽ là cái vùng hỗ trợ quan trọng. Chính những cái điều này đưa ra cho mình một cái suy nghĩ, đấy là nhiều khả năng giá sẽ bị giữ chân tại cái vùng này và sẽ đi lên. Và mình sẽ xuống khung thời gian nhỏ hơn để xem xét và tìm kiếm cái điểm vào lệnh. Đối với cái tài khoản này, cái khung thời gian nhỏ hơn thì mình vẫn chọn khung thời gian là H4. Và các bạn thể thấy rằng trước đó cái xu hướng nó đang là một xu hướng giảm với rất nhiều những cây nến đỏ với phần thân nó khá là dài. Và đối với xu hướng giảm này thì vẫn đang được giữ bởi cái vùng kháng cự tại khu vực này. Nếu giá nó vẫn nằm dưới cái vùng kháng cự này thì xu hướng của khung H4 sẽ vẫn là cái xu hướng giảm. Và đây là cái điều lưu ý dành cho các bạn. Khung week thì chúng ta xuống H4 thôi chứ chúng ta không cần xuống M15 hoặc chúng ta xuống H1. Tuy nhiên ở cái lúc này thì giá đã chạm vào cái vùng hỗ trợ ở khung week mà mình vừa phân tích. Ngay sau đó thì ở vùng hỗ trợ này mình thấy xuất hiện một cây nến xanh rất là mạnh như các bạn đã thấy ở đây. Điều này chứng tỏ rằng cái vùng hỗ trợ của khung week rất là mạnh và mình nghĩ rằng nhiều khả năng xu thế giảm của khung H4 nó sẽ kết thúc. Và đúng là như vậy, một cái lực mua rất là mạnh từ khung week đã phá qua được cái vùng kháng cự của H4 này. Và lúc này thì xu hướng của khung H4 đã chuyển từ xu hướng giảm đến xu hướng tăng. Như vậy là khung week đã cho chúng ta một xu hướng tăng này, cộng với khung H4 cũng vừa phá xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng. Thì đây chính là một thời điểm mình sẽ canh và một cái lệnh mình sẽ mua. Nhưng câu hỏi được đặt ra là mình sẽ mua ở đâu? Trong cái tình huống này thì mình sẽ không mua ngay lập tức mà mình sẽ chờ đợi giá nó hồi về cái vùng hỗ trợ mà mình đang quan sát. Nhiều khả năng thì giá sẽ hồi về đến đây và sẽ tiếp tục tăng lên, nên mình sẽ đặt một cái lệnh mua tại khu vực này. Tuy nhiên ở trong tài khoản này thì mình không đặt một cái lệnh duy nhất mà mình đã giải rất rất là nhiều lệnh tại vùng hỗ trợ quan trọng. Tại sao mình lại giải nhiều lệnh đến vậy? Thứ nhất vì mình tin rằng đây vùng hỗ trợ và nó sẽ phải tăng lên. Thứ hai là nếu như mình nhận định sai và giá đi ngược lại với những gì mình nhận định thì con số mình mất nó chỉ là 100 đô. Và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái tài chính của mình. Thế nên là mặc dù mình nhồi rất là nhiều lệnh, nhưng tổng số lệnh ở đây các bạn nhìn thấy nó không quá lớn và mức rủi ro đều ở trong cái mức cho phép. Còn nếu như cái lệnh này đi đúng cái nhận định của mình thì tài khoản nó có thể x3, x5 thậm chí là nhiều hơn rất rất là nhiều. Và đấy hẳn là một con số lợi nhuận khá ổn so với phần thua lỗ mà các bạn chấp nhận. Và ở đây các bạn hãy cùng mình đi xem cái hướng đi tiếp theo của giá nó như thế nào nhé. Ngay sau đó thì giá nó đã đi lên theo đúng cái nhận định của mình và cái xu hướng đã chắc chắn là một cái xu hướng tăng. Chính vì thế mình ở trong thời điểm này mình sẽ chốt dần một vài cái lệnh cũ và tiếp tục nhồi thêm những cái lệnh mới tại khu vực này. Đây chính là phương pháp mà nhồi lệnh thuận theo xu hướng. Khi đó thì cái tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ rất là cao vì giá đang đi theo cái xu hướng chính của thị trường. Kết quả thì mình đã biến cái tài khoản từ 100 đô lên được đến 700 đô. Vậy thì cái bài học mà mình đã rút được ra khi mình chơi được cái tài khoản từ 100 đô lên 700 đô đấy là gì? Đấy là bài học về tâm lý và đấy là bài học về kiến thức mà chúng ta đã thấy ở trong thị trường này. Nhiều khi chúng ta đánh những cái tài khoản lớn, chúng ta muốn ăn to, chúng ta lại thành là chúng ta lỗ. Còn nếu chúng ta đánh những cái tài khoản nhỏ, chúng ta cứ năng nhặt chặt bị. Và cứ mỗi lần chúng ta ăn một ít và chúng ta ăn dày, chúng ta ăn ở trong khoảng thời gian rất là dài thì kết quả thực sự rất là tốt.
những cái bài học mình đã nói rất là nhiều rồi, nhưng ở trong buổi ngày hôm nay, ở những cái tài khoản nhỏ này, vì mình biết ở trên thị trường cái số vốn mà các bạn đầu tư ở thị trường này thì đâu đấy không phải ai có điều kiện đầu tư những con số nó lớn, và chúng ta nên bắt đầu những con số nhỏ thì nó sẽ bớt ảnh hưởng đến kinh tế cũng như là bớt ảnh hưởng tài khoản của các bạn rất là nhiều. Các bạn sẽ có những cái tâm lý tốt hơn đối với những cái bạn giao dịch những tài khoản lớn. Những cái tâm lý nó sẽ như sau. Đầu tiên đấy chính là về sự tham lam. Có cái câu nói mà rất hay đã khiến mình nhớ mãi, đó là bò thì kiếm tiền, gấu thì kiếm tiền, còn lợn thì bị giết thịt. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là nếu bạn là một con lợn để trong market và bạn tham lam trên thị trường, chắc chắn là bạn sẽ mất tiền. Và các cái nhà giao dịch rất là tham lam khi họ không chốt lời, bởi vì họ nghĩ rằng một giao dịch sẽ mãi mãi đi theo hướng có lợi cho họ. Một cái biểu hiện khác cho sự tham lam đấy là bạn vào lệnh với khối lượng quá là lớn và bạn đã mạo hiểm chỉ cho một cái giao dịch duy nhất, và bạn muốn rằng chỉ sau một lệnh bạn có thể đổi đời ngay lập tức. Tuy nhiên, đấy chính là lúc mà thị trường sẽ khiến bạn phải trả giá. Về tâm lý thứ hai, đấy chính là về nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi sẽ nảy sinh trong một giao dịch khi mà các bạn gặp những lệnh thua lỗ hoặc sau khi chịu một khoản lỗ lớn hơn những gì bạn có thể chịu đựng được về mặt cảm xúc. Và để chinh phục được cái nỗi sợ hãi về thị trường thì trước hết bạn phải đảm bảo rằng bạn không bao giờ mạo hiểm với số tiền nhiều hơn mức bạn hoàn toàn có thể chấp nhận thua trong một cái giao dịch. Và nếu bạn hoàn toàn đồng ý với việc mất số tiền mà bạn có thể rủi ro thì thực sự là không có gì phải đáng lo cả. Tâm lý thứ ba đấy là cảm giác cay cú và muốn trả thù. Khi các bạn trải qua cảm giác muốn trả thù trên thị trường thì thua lỗ là một cái điều chắc chắn các bạn sẽ gặp phải. Điều quan trọng nhất ở đây là không có một cái điều gì chắc chắn ở trong cái giao dịch của các bạn cả. Ngoài ra, nếu các bạn đã mạo hiểm quá nhiều tiền vào một giao dịch và cuối cùng bạn lại mất đi cái số tiền đấy thì có nhiều khả năng bạn sẽ muốn quay lại thị trường để kiếm lại số tiền đã mất, và nó sẽ là cái khởi đầu cho những cái thua lỗ ở sau này. Vậy thì khi mà mình chơi với tài khoản nhỏ, mình có quá nhiều cái lợi thế khi mình chơi với tài khoản lớn. Ví dụ như là đối với tài khoản nhỏ, khi mà mình mất những cái số tiền này thì cái cơ hội để mình trả thù thị trường thì gần như nó không có. Nên mình sẽ phải chỉnh chu, mình sẽ phải cân nhắc và mình sẽ phải vào lệnh một cách nó an toàn hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là khi mà mình mất cái số tiền này trong cái trường hợp xấu nhất đi thì nó không ảnh hưởng quá là nhiều đến cái tâm lý của mình, nên mình khá là thoải mái. Cứ coi như là mình mất đi 1 triệu, mình mất đi 2 triệu, mình mất đi một cuộc đi du lịch hoặc mình mất đi một cuộc đi ăn nhậu với bạn bè, cảm giác rất là thoải mái. Còn nếu mà chúng ta mất đi số tiền 100 triệu, 200 triệu, nó sẽ là một cái áp lực rất là lớn và khiến cho các bạn lại muốn về sau, các bạn lại muốn kiếm lại tiền và các bạn sẽ lại thua lỗ thêm một lần nữa. Thì đây là những cái điều trong cái tài khoản lớn các bạn không bao giờ bạn có được. Và hai nữa, cái điều mình cảm thấy hơn các bạn đấy chính là mình chấp nhận mình chiến thắng ở trong chặng đường dài, chứ mình không muốn ăn ở trong những cái chặng đường ngắn. Và những cái người mà chiến thắng trên những cái chặng đường dài nó lâu hơn nhưng mà sẽ an toàn, nó sẽ bền vững hơn. Còn nếu các bạn ăn nhanh, các bạn ăn sổi thì mình cho rằng nếu các bạn thắng được trong cái ván lần này thì đến những cái ván bài lần sau các bạn sẽ lại thua thêm một lần nữa. Và hơn ai hết thì những câu chuyện mình kể ra, mình muốn nó đến từ những trải nghiệm và những câu chuyện riêng của mình, chứ mình không muốn góp nhặt, mình không muốn đi thu thập những câu chuyện trên mạng về những cái tài khoản nhỏ về mình kể lại cho các bạn, vì nó không có mình ở trong đó, mình không có tâm lý ở trong đó và mình không có những cái góc nhìn của mình trong đó. Và nên nhớ, ở trên thị trường này, theo mình, đến thời điểm hiện tại thì ai thắng đấy là người sẽ có quyền, người ta sẽ phát biểu. Còn nếu các bạn thắng được ở trong ngày hôm nay, bạn x3, x4 và đến ngày mai các bạn sẽ thua thì nó không có ý nghĩa gì cả. Còn nếu hôm nay các bạn thắng, ngày mai thắng, đến 2-3 tuần sau, 1 năm sau các bạn vẫn thắng thì các bạn sẽ là người sống sót trên thị trường này. Và đây, cái điều cuối cùng mình muốn gửi cho các bạn càng muốn giàu nhanh thì các bạn sẽ lại càng giàu chậm mà thôi. Và một lần nữa thì mình cảm ơn các bạn luôn dành thời gian theo dõi video của Em Invest và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.